Rồi, hello anh em nha. Hôm nay là tháng 9 năm 2023 nha anh em. Nay mình giới thiệu cho anh em về lại về full cái cụm nồi quay hàng zin chính hãng của Honda nha anh em. Nồi quay anh em mình gọi dễ hiểu, ở Việt Nam mình gọi là, anh em hay gọi là nồi quay pha. Thì nồi này là nồi quay chân ngắn, thì sẽ sử dụng được hầu hết cho tất cả các dòng xe quay 100, 110, future 110, rim 100 luôn nha anh em, bình thường hết. Thì này nồi chân ngắn nha anh em, nồi quay cuốn nhông ngắn. Đây là hàng full chính hãng của Honda, mới 100% nha anh em. Thì một cụm nó sẽ đầy đủ hết tất cả các chi tiết như anh em thấy trong hình đây. Đó, đầy đủ hết nha anh em, một bộ full như thế này. Giá này thì mình thông báo lại cho anh em là giá, cái giá mà mình bán 1.3 triệu một bộ này thì cũng lâu. Hôm nay mình làm cái clip mình nói chi tiết lại full một bộ nó như thế này, thì nó sẽ có giá cập nhật ngày hôm nay là 1.3 triệu nha anh em. Đó, cho anh em nào mà coi những cái clip cũ thì nó sẽ giá khác nha. Đó, thì nó đầy đủ hết, anh em mua về là thay gắn như zin nha, không cần phải làm gì thêm, hàng zin chính hãng hết. Anh em bao anh em thầy thợ test nha. Đó, hàng zin chính hãng, zin là zin nha anh em, loại một là loại một. Đó, đúng zin hết nha anh em, cụm ba càng này kia ốc rồi hết. Đây là cái lồng đèn này sẽ thải vào cái chỗ này, anh em về gắn quay nhỏ, quay alpha, quay rs, quay lớn 100 này kia được hết nha anh em. Cụm ba càng nồi trước, cuốn nhông nồi trước. Đó, thì đây bữa trước mình cũng có nói ví dụ mà cuốn nhông hiện tại là cái model mẫu mới nhất là ngay chỗ này nè, nó sẽ có những cái mã này, và ngay chỗ trên cái chuông nồi là nó sẽ có chạy một cái đường như thế này ha nha anh em. Đó, ở đây thì nói chung mình bán đồ nào ra đồ đó nha anh em, anh em mua thì mình cứ bán nha anh em, đúng hàng đúng đồ cho anh em, anh em cứ yên tâm mà xài. Cái này là sẽ thả ở chỗ này nha anh em, thả chỗ này. Đó, thả ở đây cầm này, bằng đạn nói sao nha anh em. Đó, bằng đạn nói sao. Rồi, con này là full một cụm cái này, bắt vô chỗ này. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Giá thì mình bán một bộ về là 1.3 triệu nha anh em, bao đúng hàng zin mới của Honda. Đó, anh em càng alo mình, bao zin, bao xài, bao đủ thứ cho anh em. Nói chung là những cái nồi mới này anh em gắn không bao giờ nó có chuyện mà gọi là giọng, khó lắm nha anh em. Giọng là trừ khi là cái phần nồi trước nè, anh em cái canh cái độ mà độ nhịp của nồi trước nó bị hở nhiều quá, gắn thì nó nổ gan, khi nó nổ gan tị nghe kịch 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 thì kia, thì anh phải kiểm tra lại phần này. Còn hầu như là những cái nồi mới là nó giọng là hầu như là không có đâu nha anh em.